Diệu Hiền và Hưng Cát rất vui được đồng hành cùng với quý vị và bà con nông dân trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Trước hết thì ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã luôn luôn đồng hành cùng với bản tin. Anh Hưng Cát nè, ở sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường thì có tính bền vững cao, đầu ra nông sản thì có chất lượng tốt với giá bán cao nên là nhiều nông dân trong tỉnh cũng đã và đang áp dụng thực hiện. Đúng rồi đó Diệu Hiền, và ngày hôm nay đó thì bản tin kinh tế nông nghiệp của BPTV chúng tôi sẽ mời quý vị và bà con nông dân cùng tham khảo một mô hình canh tác hồ tiêu theo hướng hữu cơ bằng phân vi sinh rất là hiệu quả. Và bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng rồi, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này. Nhiều cơ hội tạo đột phá về xuất khẩu cho trái dừa Việt Nam. Xuất khẩu cà phê niên vụ 2023-2024 vượt mốc 5 tỷ đô la Mỹ. Lợi ích kép từ chăm sóc hồ tiêu bằng phân vi sinh. Giá tăng, nông dân chuyển đổi sang trồng cà phê. Diệu Hiền thân mến, Diệu Hiền có thích uống nước dừa không? Diệu Hiền rất là thích uống nước dừa luôn á anh Hưng Cát. Và những thời tiết mà nắng nóng như thế này, được uống một trái dừa tươi thanh mát ngọt, rồi dừa cũng bảo quản khá là lâu, nên là gia đình Diệu Hiền mua khá là nhiều dừa để trong nhà để dành uống dần đó anh. Đúng rồi đó thưa quý vị, dừa tươi Việt Nam của chúng ta thì rất là thơm ngon rồi, và được rất là nhiều những cái thị trường tiêu thụ như là Mỹ, Trung Quốc và Anh. Và trái dừa cũng đã tạo ra một cái điểm sáng xuất khẩu của trái cây Việt Nam đó. Và với lợi thế về chất lượng thì trái dừa tươi của Việt Nam được kỳ vọng là có thêm nhiều cơ hội để đột phá về xuất khẩu trong thời gian tới. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cây dừa được trồng ở 15 tỉnh thành với diện tích 200.000 ha, sản lượng ước đạt 2 triệu tấn một năm. Trái dừa tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu sang 15 thị trường trên thế giới với sản lượng 30.000 tấn. Tính đến thời điểm này, trái dừa tươi được xếp vị trí thứ 6 về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng trái cây, sau sầu riêng, thanh long, chuối, xoài, mít. Ước tính trong 10 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dừa tươi đạt hơn 120 triệu đô la Mỹ. Vâng thưa quý vị, niên vụ cà phê 2023-2024 thì cũng đã kết thúc vào tháng 9 vừa qua, với kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt mức kỷ lục mới và lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ đô la Mỹ. Và cụ thể thì Việt Nam của chúng ta đã xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê, giảm 12,1% so với niên vụ 2022-2023. Lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu lại tăng tới 33,1% và lên mức 5,43 tỷ đô la Mỹ, và đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cao nhất từ trước đến nay. Giá xuất khẩu tăng cao là động lực chính để xuất khẩu cà phê Việt Nam vượt mốc 5 tỷ đô la Mỹ. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, riêng trong tháng 9 vừa rồi, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 5.469 đô la Mỹ một tấn, là mức tăng cao nhất trong lịch sử, tăng 5,8% so với tháng trước đó và tăng 68,7% so với tháng 9 năm 2023. Giá cà phê Việt Nam trong cái niên vụ 2024-2025 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do sản lượng cà phê giảm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê ở Việt Nam cũng như trên thế giới đang tiếp tục đà tăng. Quý vị thân mến, trong nửa đầu tháng 10 thì xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam chúng ta chiếm 31,7% thị phần với khối lượng đạt 2.865 tấn. Như vậy thì tính từ đầu năm đến giữa tháng 10, xuất khẩu hồ tiêu đạt 209.933 tấn các loại và tổng kim ngạch xuất khẩu vượt mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, 15 ngày đầu tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu 9.039 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 58,3 triệu đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, 15 ngày đầu tháng 10 năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 2.295 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 13,7 triệu đô la Mỹ. Indonesia là quốc gia cung cấp chính hồ tiêu cho Việt Nam, chiếm 79,5%, đạt 1.824 tấn. Như vậy, từ đầu năm đến giữa tháng 10, Việt Nam đã nhập 26.073 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 115,7 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ông Hoàng Trung cho biết rằng trong năm 2024, các hiện tượng thời tiết bất thường và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn vẫn diễn biến rất phức tạp. Và Bình Phước cũng không ngoại lệ, và trong 10 tháng qua thì những diễn biến thất thường của thời tiết cũng đã làm nông dân trong tỉnh gặp rất là nhiều khó khăn trong việc chăm sóc vườn cây.
Diễn biến thất thường của thời tiết đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các loại cây trồng công nghiệp, nhất là cây điều và cây sầu riêng. Hàng trăm hecta diện tích cây điều, cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh bị nhiễm bệnh mùa khô 2024, gây chết cây. Còn trên cây cà phê thì năng suất giảm đáng kể do khô hạn. Trong cái đầu năm thì nó hạn rất nhiều, mà sau vào mùa mưa thì ở đây nó mưa ngập lụt rất chi là lớn. Nó mưa cái lượng nước rất nhiều hơn các năm trước. Những cái sông suối nó bị tràn lên và những cái rẫy mà nó nằm thấp á, thì nó sẽ sinh nhiều loại bệnh hơn cho những năm khác. Như năm nay thì các cái loại bệnh trên cà phê như nấm hồng, sầu riêng thì xì mũ thôi, thì nó vẫn có phát triển mạnh. Thời tiết thất thường cũng gây không ít khó khăn trong việc gieo trồng, chăm sóc cho các hộ trồng rau, trồng cây có múi trên địa bàn tỉnh. Năm thì nó mưa ít hơn, làm dễ hơn. Năm nay thì khó làm hơn. Năm nay nó mưa nhiều, năm nay thời tiết nó sao, làm khó lên lắm. Thì nó cứ cây nó gầy, nó thối, nó chết dần á. Gieo nó cũng không lên mấy. Hôm nay là cây trồng là xuất hiện là như là dòng hút chích. Hút chích như này nè, với lại nấm. Nấm là xuất hiện nhiều. Anh Hưng Cát nè, sử dụng phân bón vi sinh nè, phân chuồng để mà chăm sóc hồ tiêu không chỉ giúp cho người nông dân có thể tiết kiệm được chi phí cho năng suất cao, bảo vệ môi trường, mà bên cạnh đó còn giúp cho giá trị chất lượng sản phẩm sạch đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng thông minh. Ừ, đúng rồi đó Diệu Hiền, mà quả là không hổ danh là một MC của bản tin kinh tế nông nghiệp, đúng không thưa quý vị? Và như đã hứa với quý vị thì ngày hôm nay bản tin kinh tế nông nghiệp sẽ mời quý vị và các bạn cùng tham quan một mô hình canh tác hồ tiêu theo hướng hữu cơ, một cái hướng đi tất yếu đang được người nông dân tại huyện Bù Đốp áp dụng rất thành công. Phân bón vi sinh được coi là lựa chọn hàng đầu trên vườn tiêu của gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Sở hữu vườn tiêu xanh tốt, năm 2024, gia đình bà Liên tiếp tục đầu tư trồng mới 900 nọc. Bà Liên cho biết, hơn 10 năm trồng tiêu, gia đình bà được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bù Đốp hướng dẫn sử dụng men vi sinh trong chăm sóc cây trồng. Với kinh nghiệm của mình, bà Liên cho biết men vi sinh giúp tăng sức đề kháng với tuyến trùng và các nấm bệnh trên cây hồ tiêu. Đặc biệt, giá thành lại rẻ, chi phí đầu tư cho 1 hecta chỉ bằng 1/3 so với phân bón hóa học. Cái men vi sinh thì nó không có độc hại mấy, nói chung là nó không có độc hại, mấy cái chi phí giá thành nó cũng thấp, mà nó làm cho đất của mình nó tơi xốp, nó không bị bạc màu. Thế mấy gia đình cũng không có xịt thuốc cỏ, cỏ là để phát mùa mưa ấy thì mình phát nhiều thì nó cũng đỡ được cái tuyến trùng. Thế còn mùa nắng thì nó che phủ, nó cũng đất nó cũng không có bị nắng hạn ấy. Sau khi được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bù Đốp hướng dẫn và hỗ trợ men vi sinh theo dự án canh tác hữu cơ bền vững trên cây hồ tiêu, bà Phan Thị Như ở thôn 7 xã Thiện Hưng đã chọn canh tác 1.000 nọc tiêu theo hướng hữu cơ. Bà Như cho biết sử dụng men vi sinh vườn cây phát triển ổn định hơn, đặc biệt làm theo hướng dẫn của các kỹ sư nông nghiệp về quy trình rửa vườn đầu mùa, phòng bệnh trên cây, tỷ lệ cây chết giảm rõ rệt, cây bền hơn so với sử dụng phân bón hóa học. Chi phí là nó cũng nói chung là cũng bình thường, cũng là 60.000 một phi thôi, nên là tưới được, phun được, nên là không có gọi là đắt quá mà không phải là rẻ quá, nói chung là vừa tầm. Nghĩa là vừa tầm mình đầu tư được. Hiện tại thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bù Đốp thì đã xây dựng rất là nhiều các mô hình trong canh tác nông nghiệp, đặc biệt là đối với trên cây hồ tiêu thì chúng tôi đã xây dựng các mô hình là chăm sóc theo hướng hữu cơ bền vững và ứng dụng những các chế phẩm sinh học để phòng trừ một số loại sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bù Đốp, toàn huyện đã có hơn 70% diện tích hồ tiêu áp dụng trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Trung tâm cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng men vi sinh để phòng bệnh có hiệu quả, giảm tỷ lệ các loại nấm bệnh trên cây hồ tiêu, đồng thời giúp các vườn tiêu đạt năng suất cao cũng như hướng tới các sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng, từ đó xây dựng thương hiệu tiêu Bù Đốp.
Dì Hiền thân mến, mấy nay thì dì Hiền có tham khảo giá cà phê nhân trên thị trường của Bình Phước chúng ta không? Là một người rất là yêu thích uống cà phê nên là dì Hiền cũng tìm hiểu khá là chi tiết về cái giá của cà phê. Điều đặc biệt là thấy rằng là thời gian qua thì giá cà phê cũng đã liên tục tăng. Hiện đang trên 100.000 đồng 1 kg cà phê nhân, và người trồng cà phê cũng đang rất là phấn khởi khi mà cà phê được giá như thế này. Đúng rồi đó dì Hiền, và nhiều nông hộ ở Bình Phước chúng ta thì cũng đang chuyển đổi những giống cây trồng kém năng suất sang trồng cà phê. Tuy nhiên ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con là không nên chuyển đổi ồ ạt mà hãy xen canh để tránh những cái thiệt hại bà con nhé. Và phản ánh của phóng viên Thùy Linh tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, mời quý vị và bà con nông dân cùng tham khảo. Thưa quý vị và bà con nông dân, nơi tôi đứng đây là vườn cà phê mới trồng 6 tháng tuổi của gia đình ông Chu Văn Cũ ở thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Trước đây ông Cũ trồng điều. Khoảng 2 năm trở lại đây, khi cà phê tăng giá, ông Cũ quyết định chuyển đổi toàn bộ cây điều già cỗi sang trồng cà phê. Vụ mùa năm 2023, ông Chu Văn Cũ thu về 8 tấn điều trên 4 hectare, sau khi trừ đi chi phí còn lại khoảng 100 triệu đồng. Trong khi đó, một hecta cà phê có thể thu hoạch 2,5 cho đến 3 tấn nhân. Nếu giá bán hiện tại 110.000 đồng, sau khi trừ đi chi phí, một hecta cà phê cho thu nhập cao hơn 10 lần so với một hecta điều. Chính vì thế, ông Cửu quyết định chặt bỏ cây điều, trồng xen cà phê và sầu riêng. Năm vừa rồi á, là những cái vườn điều của tôi thì từ 1,5 tấn đến 2 tấn đến 1 hecta. Nhưng mà tôi cho 2 tấn đến 1 hecta thì giá vào thời điểm năm rồi thì cũng được khoảng 50 triệu. Mà chi phí đi từ công rồi phân thuốc này khác thì cũng còn được 25 triệu, thế nên là chi phí nó quá thấp. Nếu mà chia ra cho trong cái thời điểm của cái giá cà phê với lại là giá hạt điều như hiện nay thì làm cây cà phê là kinh tế gia đình nó sẽ phát triển hơn nhiều. Tuy nhiên theo ông Cửu, chi phí đầu tư kiến thiết ban đầu cho 4 hectare cà phê là khá lớn. Trong 3 năm đầu, người nông dân không có thu nhập nên cũng rất khó khăn. Như kinh tế gia đình tôi thì hiện tại là đầu tư trên 4 hecta này thì là nó nằm trên dưới 200 triệu. Vậy là cái nguồn chi phí thì cũng từ lấy từ cái nguồn của vườn cũ đắp qua nguồn của vườn lợ mới. Nếu như mà cái cà phê nó có giá ổn định và cái sầu riêng nó có giá ổn định, mà cái điều mà giá như những năm nay thì có khả năng là tôi sẽ chuyển đổi qua, và rất nhiều hộ nông dân sẽ chuyển đổi qua. Trong các loại cây công nghiệp lâu năm, diện tích trồng cà phê tại xã Bom Bo xếp thứ 2 chỉ sau cây điều. Từ năm 2023 đến nay, giá cà phê liên tục tăng, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi cây điều già cỗi, kém năng suất sang trồng cà phê để có thu nhập cao hơn. Diện tích cà phê của xã Bom Bo vào cuối năm 2023 thì nó khoảng rơi vào khoảng 920 hectare. Thì diện tích này nó tăng dần từ cuối năm 2023 tới nay là khoảng hơn 30 hecta nữa. Hội nông dân xã thì cũng theo cái định hướng của cấp trên, của lãnh đạo địa phương, thì trong những thời gian gần tới đây thì cũng sẽ là định hướng là sẽ trồng xen giữa cây cà phê với cây điều để nó đạt cái hiệu quả kinh tế, đồng thời là giữa cây điều có cái nguồn thu để chăm sóc cây cà phê. Quý vị có biết không, thực tế đó thì chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tiềm năng kinh tế gia đình thì sẽ cho năng suất cao hơn đó, và thu nhập thì sẽ tốt hơn. Đó là vấn đề mà bà con nông dân nên tham khảo. Tuy nhiên bà con nông dân không nên chuyển đổi ồ ạt mà cần phải tìm hiểu kỹ để có thể chọn cái giải pháp trồng xen canh, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích thì sẽ ổn định hơn rất nhiều ạ. Và đến đây thì bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong đã đồng hành cùng với bản tin. Còn bây giờ Diệu Hiền và Hưng Cát xin chào tạm biệt quý vị.